Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ca ngợi Chúa vì sự gì của Ngài dư vong chúng ta hôm nay. Thân ái kính chào anh em, chúng ta đang ở trong tháng 9 và cũng là tháng mà chúng ta đang nghe lời mặc khải từ Chúa, đó là bạn đã được Đức Linh dẫn dắt chưa? Hay còn có thể nói là bạn đã bước đi theo Thánh Linh chưa? Và những ngày qua thì chúng ta đã 4 tuần qua chúng ta đã nghe sứ điệp thứ nhất, đó là bạn đã được tự do chưa? Để chúng ta bước đi theo Đức Thánh Linh thì xin hãy nhớ cái bước đầu tiên mà chúng ta phải đáp ứng, đó là chúng ta xem thử mình đã được tự do chưa? Được tự do ra khỏi tội lỗi chưa? Được tự do ra khỏi những công việc của xác thịt chưa? Amen. Được tự do ra khỏi ngục tù của nô lệ vì bản chất tội lỗi cai trị tôi và anh em chưa? Bước thứ hai, đó là chúng ta phải biết quyền lực của xác thịt. Có phải không? Bởi vì quyền lực của xác thịt trong Galati Câu Thánh mà sáng nay chúng ta trả nó, tôi đã nói cho anh em như tôi đã nói rồi. Hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rằng những công việc của xác thịt nó ngăn trở con dân của Chúa không được vui hưởng nước của Đức Chúa Trời trên đất này. Tấm lòng của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài đến trong trần gian, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện, đó là xin ý Cha được nên, nước Cha được đến. Tấm lòng của Ngài luôn luôn muốn cuộc đời mỗi một chúng ta sau khi tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta phải thấy nước Đức Chúa Trời hiển lộ trong đời sống của tôi và anh em. Đừng chỉ đi nhà thờ, đừng chỉ hát thánh ca mà không sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đi nhà thờ mà chúng ta vẫn còn trải nghiệm cuộc đời của đau khổ, mệt mỏi, chán chường, vẫn thất bại trong tội lỗi. Bởi những điều tôi vừa nói nó chỉ có ở trong vương quốc của tối tăm mà thôi. Amen. Amen. Thiên đàng mà ở trên trời, trong khải huyền lời của Chúa nói, ta biết rằng ở tại đó không có khóc lóc. Amen. Không có khóc lóc, không có nghiến răng, không có hận thù, không có ghen ghét. Và Chúa muốn tôi và anh em sống ở trên đất này kinh nghiệm được nước của Đức Chúa Trời. Nên tôi lặp lại trong danh của Chúa Giêsu rằng đừng là một người theo đạo Tin Lành mà không sống được hay là không hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời. Đừng là một người đi nhà thờ, chủ nhật nào cũng đi nhà thờ, lớp học kinh thánh nào cũng có mặt, nhưng mà chưa hưởng được nước của Đức Chúa Trời, thật sự thật là một điều bất phước lắm anh em. Bất phước vô cùng. Và bài số 3, bước thứ 3, đó là hãy nhận biết bản chất của tội lỗi, phải không ạ? Tôi và anh em từ khi còn ở trong bụng mẹ thì chúng ta đã có bản chất của một tội nhân rồi, phải không? Có phải không? Sau đây Chúa nhắc tôi trong ngôn đoạn 20 câu 11, đó là công việc con trẻ làm gì nhỉ? Cô Tuyền nhỉ? Công việc con trẻ làm dù chính đáng hay không chính đáng cũng phải bày tỏ cái bản tính xác thịt của nó ra, phải không? Mọi người chúng ta biết, nhìn một em bé chúng ta biết rằng cách phản ứng của nó, ta biết nó là một đứa rất là lì lợm. Mà ta nhìn một em bé ta biết rằng nó là một đứa rất là dễ thương, hiền hòa. Có phải không? Nó bộc lộ từ khi còn nhỏ này bản chất của tội lỗi nó cai trị trên những sinh linh khi còn rất là nhỏ. Và tôi cũng đã đi qua những cái tuổi như vậy. Cho nên người Việt Nam mình nó thường nói một điều này. Nó nhỏ lắm đâu có biết gì mà phải răn đe nó, phải dạy dỗ nó một cách nghiêm khắc. Anh nên lời của Chúa cho ta biết để ta bắt đầu phải dạy trẻ thơ con đường nó phải đi. Còn không cái bản tính xác thực của nó, bản chất tội lỗi đó, nên ta cứ chiều nó. Như câu chuyện của lạc đà tôi kể cho anh nghe rồi, phải không ạ? Thì cuối cùng chúng ta thấy cực kỳ nguy hiểm. Có một thương gia, ông ta chơi khác người một chút. Đó là ông quyết định nuôi một con heo, giống như mình nuôi cún vậy đó. Nuôi một con heo và ông mướn người ta, những người làm việc đó là chuyên chăm sóc con heo đó, và mỗi ngày tắm cho nó nè, xịt dầu thơm cho nó nè,
có giường giặt giũ cho nó đàng hoàng, cứng lắm. À, và ai đến nhà chơi, ông cũng khoe là con heo nó rất là ngoan, rồi người ta phản ứng. Con heo cái mùi nó không đã là hăng rồi phải không ạ? Cái mùi nó là khó chịu rồi. Nhưng mà khi bạn bè đến đó, thì ông khoe là nè, con heo của nhà tớ này, các bạn thấy này, rất là sạch sẽ, không có mùi gì cả, vì được chăm sóc rất là kỹ. Nhưng ta biết một ngày kia ông mở một bữa tiệc rất lớn vì sự thành đạt trong công thương trường của ông. Thì đang ngồi và con heo cũng đang ở chỗ đó, và nhiều người bạn nổi tiếng của ông đang có mặt ở đó, ai cũng đang khen con heo này. Và bỗng dưng con heo đấm đầu nó chạy, và người đầy tớ mà chăm sóc con heo dí theo. À, và nó cứ đấm đầu chạy, và ta biết nó chạy đâu không? Nó chạy và nó lao vào cái đống bùn, vì gần nhà của vị thương gia đó người ta đang sửa đường, và xe máy ủi, xe máy cày á đi lên đi xuống và tạo cái vũng lầy và cái mùi bùn anh. À, mùi bùn nó đã nhảy lên, mà con heo, cái môi trường sống của nó là cái chỗ chúng ta thấy ta tắm sạch cỡ nào thì nó cũng nằm cái chỗ bẩn, đúng không hả? Bản chất tội lỗi của tôi và em giống như con heo đó đó mà nè. Chúng ta luôn luôn có xu hướng thích ô uế, thích sống theo nhục dục, thích phạm tội, thích tìm cái sự khoái lạc của xác thịt bằng đủ dưới mọi hình thức. Vì cái đó mà có nhiều của các Chúa, ta thấy rằng tại sao họ mạnh đó rồi họ yếu đi, rồi có nhiều người được giải cứu rồi, sau giải cứu rồi tại sao họ bị lại? Bởi vì sau khi họ được giải cứu, họ không giữ mình bước đi theo Thánh Linh của Chúa. Cho các bạn chị, amen, amen. Họ không thực sự bước đi theo Đức Thánh Linh, họ để cho bản chất tội lỗi vẫn trang trị họ. Và cuối cùng chúng ta thấy gì? Dù chúng ta ăn mặc đẹp cỡ nào thì người bề trong của chúng ta đã bị ô uế rồi. Có đúng không anh em? Đã bị ô uế rồi, đã bị có cái mùi của máu mủ hôi hám rồi. Và anh em biết dấu của tôi. Thứ sáu vừa rồi chúng ta học bài bước thứ 4, đó là hãy nhờ Đức Thánh Linh chỉ dẫn, phải không ạ? Và sáng nay chúng ta sẽ đến bước thứ 5. Tôi muốn đọc Kinh Thánh bắt đầu từ câu 22 đến câu thứ 26. Xin Hội Thánh đồng đứng lên. Galatia đoạn 5 câu 12 đến câu thứ 26. Tôi xin đọc. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau. Xin trân trọng kính Hội Thánh đọc với tôi câu 25 hai lần. Chúng ta bắt đầu. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Cảm ơn Cha về tình yêu của Ngài dành để yêu một chúng con, là tình yêu agape. Dù chúng con như thế nào, Chúa vẫn yêu. Nhưng trong tình yêu ấy, Ngài luôn luôn muốn chúng con đắc thắng tội lỗi. Ngài muốn chúng con sống kinh nghiệm phước hạnh trong tình yêu agape của Ngài. Và Ngài không muốn ai trong chúng con lạm dụng về tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã chết để đền tội cho mỗi một chúng con. Và nhờ Ngài mà chúng con đã được gọi đến sự tự do. Xin Thánh Linh là thần lẽ thật. Đấng mà những ngày qua chúng con học về Ngài, chúng con bước đi theo Ngài đó là mạng lệnh. Chúng con phải đầy dẫy Ngài đó là một mạng lệnh. Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng để ai trong chúng con đã được tự do ra khỏi những công việc của xác thịt, ra khỏi những tội lỗi, ra khỏi những bản chất của tội lỗi. Chúng con được Ngài chỉ dẫn mà chúng con vẫn ngoan cố, chúng con vẫn cứng lòng và tiếp tục khi mài trong tội lỗi. Thì thật là đáng tiếc cho chúng con những điều gì chúng con trả con góc sao hôm nay. Đó là hễ ai phạm những việc thế ấy thì không thể hưởng được nước Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi ngày kinh nghiệm Chúa, kinh nghiệm về vương quốc của Đức Chúa Trời, kinh nghiệm một vương quốc không có bóng của sự thất bại ở đó, một vương quốc không có bóng của sự đau buồn, thất vọng, chết chóc, buồn thảm, ô uế tại đó. Lạy Chúa, xin cho mỗi một chúng con kinh nghiệm
và để được điều đó cho con tiếp tục như câu 25, chúng con nếu con nhờ Thánh Linh mà sống thì xin cho con thực hành cái bước phần B của câu 25 này, đó là hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Xin mời Hội Thánh đồng an toàn. Sau này chúng ta đến với bước số 5, giống như 5 ngón tay trên một bàn tay của mình. Cái bước thứ 5 đó là hãy tiếp tục bước theo Thánh Linh. Tại sao phải tiếp tục bước đi theo Đức Thánh Linh? Bởi vì câu 5 nói rất rõ, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống. Amen. Amen. Có những người nói tôi sống rồi, tôi được tái sanh rồi. Sống ở đây có nghĩa là được tái sanh, được tự do. Amen. Được đắc thắng. Amen. Và bắt đầu mình nghĩ rằng bây giờ mình đâu cần phải đọc kinh thánh nữa. Bây giờ đâu cần phải sống kỷ luật về xác thịt nữa. Sứ đồ Phaolô là một trong những nhân chứng chúng ta đang học về cuộc đời của ông. Ông đã từng nói trong Côrintô rằng tôi bị giết mỗi ngày, phải không ạ? Bị giết cái gì vậy anh em? Ông giết cái con người xác thịt của ông. Ông giết cái nhục dục của ông. Anh em, anh biết rằng cái nhục dục xác thịt này, sự ham muốn sống xa về dục tính, nó không bị giết một lần và mãi mãi đâu, và rồi mãi mãi đâu. Nhưng mà tôi và anh em phải nhớ rằng nếu ngày nào chúng ta không giết nó, ngày nào chúng ta không xử lý nó, ngày nào chúng ta không tỉnh thức, thì ngay đó chúng ta làm nô lệ cho nó. Và chúng ta thấy điều đầu tiên chúng ta học, đó là nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống. Bài số 4 đó, ta nhờ Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn ta không ạ? Thế thì anh em thấy Chúa Thánh Linh chỉ dẫn ta rất nhiều công việc của xác thịt là rõ ràng lắm. Thế thì từ thứ 6 đến giờ bao nhiêu người chúng ta thật sự nếm được sự tự do, đó là chúng ta không dân dâm trong tư tưởng của mình. Chúng ta không dân dâm trong tư tưởng của mình. Chúng ta không có cái tư tưởng về tình dục khi nhìn người nữ và động tình ham muốn. Chúng ta không có tư tưởng về đồng tính luyến ái. Nam và nam không có cọ cọ với nhau được. Sống theo luật pháp của Môi-se, những người nam mà cọ cọ với nhau, kẹp tay đi với nhau là bị ném đá chết tại chỗ anh em. Theo luật pháp Môi-se, bởi vì đó là ô uế, bị Đức Chúa Trời không tạo dựng nên lưỡng tính trong một con người, đó là nửa đực nửa cái. Đức Chúa Trời không dựng nên cái giống dân đó. Cho nên theo luật pháp Môi-se là bị giết á. Và trong các trung tâm, trong hội thánh cũng có bóng dáng của những cái con người như thế này. Bởi vì quá khứ chúng ta từng bị bán cho tội lỗi, phải không? Bây giờ chúng ta phải nhớ không bao giờ chấp nhận tư tưởng đó. Đức Thánh Linh là thần linh của sự thánh khiết. Chúng ta có thể ở đây nhưng chúng ta không hưởng được nước của Đức Chúa Trời đâu. Và rồi chúng ta ra về, chúng ta trở lại như con người cũ, và coi chừng nó còn kinh khủng hơn nữa. Và gia đình chúng ta thất vọng hoàn toàn. Một tháng gia đình chúng ta đóng bao nhiêu tiền vào đây chúng ta biết, phải không? Phải không? 10 tháng bao nhiêu tiền và 1 năm bao nhiêu tiền, phải không? Gia đình kỳ vọng của chúng ta. Nhưng vào đây mà chúng ta không thay đổi và vẫn tiếp tục sống cái kiểu như vậy thì tôi nói em rằng uổng lắm, rất là uổng. Và cái tội đồng tính đó mà Sodom và Gomorrah phải bị lửa diêm sinh từ trời xuống hủy diệt, phải không ạ? Điều đó, những người đồng tính họ đáng thương, Đức Chúa Trời yêu họ vì cớ họ là một tội nhân. Amen. Nhưng Đức Chúa Trời ghét họ bởi vì họ tiếp tục, nếu họ tiếp tục sống cho cái điều đó thì họ sẽ ở trong hồ lửa đời đời, không có cửa nào để bước vào thiên đàng cả.
Khi họ những người đó mà bước vào thiên đàng mà không được ăn năn đó, Chúa nói ta đâu có tạo dựng cái giống dân này, ta đâu có tạo dựng cái giống dân lưỡng tính này, nửa đực nửa cá này được. Ta không tạo cái giống dân này. Và những ngày qua chúng ta đã thực sự bước ra khỏi sự ô uế chưa? Từ hôm thứ sáu ta học bài học này. Rồi chúng ta luôn tuồng, chúng ta thực sự được tự do ra khỏi luôn tuồng chưa? Có là gì? Chúng ta có sẵn sàng nghiêm túc và không sẵn sàng để sống trong một cuộc vui, có là chấp hết, nhạc nào cũng nhảy, nhạc thánh cũng hát, nhạc đời cũng ca, tiệc thánh cũng ăn, đồ cúng cũng ăn. Miệng chúng ta nói những cái lời ca ngợi Chúa, và mỗi miệng này cũng nói những lời ô uế và bất khiết. Anh em chúng ta xem thử mình thật sự được tự do chưa? Và những ngày qua ta Kinh Thánh cho ta biết rằng nhờ Đức Thánh chỉ dẫn, và Ngài chỉ dẫn chúng ta những công việc của xác thịt rất rõ ràng. Amen. Kinh Thánh không có nói lấp lửng, Kinh Thánh nói rất rõ. Phải không ạ? Gian dâm là gian dâm, ô uế là ô uế, luân tuồng là luân tuồng, phải không? Thù oán là thù oán. Amen. Ghen ghét là ghen ghét, đúng không? Mê ăn uống là mê ăn uống, phải không? Cùng các sự giống như vậy. Và anh em thấy rằng là nếu chúng ta phạm những điều như thế này, cái đó chúng ta là nếu chúng ta nhờ thân mà sống thì cũng một lẽ đó, nếu tôi và anh em phạm một trong mười mấy cái công việc của xác thịt thì anh biết gì không? Nó là chúng ta không hưởng được nước Đức Chúa Trời, phải không ạ? Nước Chúa Trời là vương quốc của sự sống. Mà khi một con người đi theo Chúa mà không hưởng được vương quốc của sự sống thì người đó sống và dường như đã chết rồi. Sống và vô cảm. Họ không biết đúng sai. Họ không biết cái gì là đẹp lòng của Chúa Trời, và không biết cái gì là Chúa Trời gớm ghiếc. Và đừng bao giờ chữ quên chữ luôn tuồn theo ý nghĩa của tiếng Hy Lạp. Nó là sẵn sàng cho tất cả mọi cuộc vui, phải không ạ? À? Tôi và anh em thì không dành cho sẵn sàng cho điều đó. Amen. Có đúng như vậy không anh em? Tôi và anh em không sẵn sàng cho những cuộc vui. Mà tâm linh của tôi và anh em chỉ sẵn sàng cho sự diện của Chúa mà thôi. Alleluia. Sẵn sàng bước vào sự ca ngợi Chúa. Sẵn sàng bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Amen. Như vậy anh em, điều đầu tiên mà tôi muốn nhắc nhở anh em này, nếu ta nhờ Thánh Linh mà sống, những ngày qua chúng ta nhờ Ngài mà sống, đúng không? Chúng ta biết cái gì là xác thịt, có phải không anh em? À, chúng ta biết những điều gì xác thịt mà. Tôi nằm ở phòng một, tôi nghe anh em học buổi tối cầu nguyện nhắc nhở nhau. À, những công việc của xác thịt là rõ ràng lắm. Tôi rất biết ơn Chúa, và tôi tin rằng chúng ta biết cái gì là xác thịt, và chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn. Amen. Chúng ta sống một đời sống của một con cái của Chúa mà không cho xác thịt nữa. Amen. Chúng ta không được kêu gọi sống cho gian dâm, chúng ta không được kêu gọi sống trong sự ô uế, chúng ta không được kêu gọi để lô đề, chúng ta không được kêu gọi để cầu cơ, chúng ta không được kêu gọi để hầu đồng, chúng ta không được kêu gọi đốt nhân hình hình nhân thế mạng, chúng ta không được kêu gọi để tin vào những cái chỉ tay trên lòng bàn tay này, chúng ta không được kêu gọi vào những lá bài, chúng ta không được kêu gọi vào phù phép, chúng ta không được kêu gọi vào sự thần tượng, chúng ta không được kêu gọi vào những cái điều mà Kinh Thánh đã nói, đó là công việc của xác thịt. Và chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống. Chúng ta thực sự đã nhờ Ngài chỉ dẫn chưa? Nếu ai nhờ Ngài chỉ dẫn, chỉ là một đường, chỉ là một chuyện, nhưng sống với cái điều mà Ngài hướng dẫn là một điều khác. Cho tôi nghe chữ Amen. Thí dụ bây giờ tôi dùng một cái ví dụ rất là thực tế thôi. À, thời đại ngày hôm nay, thời đại 4.0, 5.0, ai cũng có smartphone. Và chúng ta mở Google Maps lên. Thí dụ bây giờ tôi muốn về nhà của tôi. À, tôi mở Google Maps lên. Phải không? À, tôi bắt đầu mở Google Maps lên. Tôi đánh địa chỉ nhà của tôi vào. Anh em có tin rằng lập tức Google Maps chỉ bao nhiêu cây số không? Bao nhiêu người tin như này? Lập tức chỉ ngay. Chỉ luôn là bao nhiêu tiếng đồng hồ sẽ đến. Có đúng không? Và chỉ đường đi luôn, đúng không? Những cái vấn đề anh em này, chúng ta khởi động lên. Nó chỉ luôn trên bản đồ, phải không ạ?
Nhưng nếu ta cứ đứng như này thì bản đồ chỉ thôi, nó không chuyển động. Nhưng nếu bắt đầu ta đi bộ hoặc đi xe Honda hoặc đi ô tô thì bắt đầu bản đồ sẽ có người hướng dẫn, phải không ạ? Cho tôi nghe chị amen. Rẽ trái, phải không? Còn 100 mét nữa sẽ đèn xanh đèn đỏ, còn 300 mét nữa quẹo phải. Tất cả đều chỉ dẫn một cách rất rõ ràng trên Google Maps. Anh em hiểu điều tôi ví dụ không? Đức Thánh Linh chỉ dẫn ta những công việc của xác thịt, nhưng việc tôi và em làm hay không thì mới kinh nghiệm được chữ sống. Nếu tôi bây giờ đến một địa chỉ, tôi hỏi thầy Tú, con đang ở đâu? Dạ, con đang dẫn vợ con đi khám thai. Tôi nói bệnh viện nào? Nói ở bệnh viện khám thai ở Bình Long. Cho bố địa chỉ. Bắt đầu tôi đánh địa chỉ vào. Nếu tôi ở đây hoài, tôi không bao giờ tôi gặp vợ chồng thầy Tú ở trên Bình Long rồi nè. Anh em hiểu gì tôi nói không? Tôi bắt đầu phải chuyển động. Có nghĩa là tôi vâng lời, đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. Và tôi lên đó, tôi hỏi thầy Tú rằng, chuyện gì vậy con? Chuyện gì mà ở cái chỗ phòng khám thai này? Bố mới đi sinh nhật Linh Hùng 2 năm, 2 tuổi mà. Nói bố ơi, xong đời con nữa rồi. Bây giờ mới sinh nhật Linh Hùng 2 tuổi tròn. Thì bây giờ vợ con lại mang thai 6 tuần rưỡi rồi. Anh em có hiểu tôi dùng ví dụ này không? Kinh Thánh là bản đồ cho tôi và anh em đi bước đi theo Thánh Linh. Ai muốn bước đi theo Thánh Linh của Chúa thì hãy đoàn tuyệt với công việc của xác thịt. Amen. Amen. Anh em, nếu ta không chịu đi theo Thánh Linh mà chúng ta cứ đi theo dằn dòng, ô uế, luân tuồng, thù oán, ganh ghét, thờ cúng hình tượng, mê ăn uống, thì tôi nói đây là bao giờ chúng ta sẽ về với kinh nghiệm được vương quốc của nước được Chúa Trời. Thế thì chúng ta mở Google Maps làm gì? Cho tôi nghe chị amen. Cho nên anh đi gốc của tôi, đi đầu tiên tôi, lời của Chúa đã trong công lâm, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, tôi đã nhờ Ngài chỉ dẫn và tôi sống, tôi phát hiện được những cái điều đã ngăn trở tôi trong vương quốc của nước Chúa Trời. Amen. Chúng ta thấy có những cái mạng internet, chúng ta mở lên, chúng ta thấy có dấu hiệu wifi rất mạnh luôn, nhưng mà chúng ta không kết nối được. Anh biết tại sao không? Vì tại là điện thoại của chúng ta bị virus, phải không? Cho anh nghe chị amen. Điện thoại của chúng ta bị virus, nó không thể xâm nhập vào kết nối được internet được. Thế bây giờ để chúng ta được kết nối, để chúng ta tìm những điều mà chúng ta nghiên cứu với Kinh Thánh chẳng hạn, thì tôi em phải delete, phải xóa tất cả những con virus ở trong cái điện thoại đó. Có phải không? Tôi được biết có một số anh em ở trung tâm này điện thoại lâu lâu hư đó. Và khi sửa thì thấy toàn là phim ảnh, toàn đồ trụy không à. Tôi chuẩn bị đổi password của cái trung tâm này, để những anh em được sử dụng điện thoại nó không còn cơ hội để phạm tội. Vì khi mình nhờ người khác sửa mà trong đó đầy tất cả những cái phim ảnh khiêu dâm, thì làm sao anh em có cửa nào anh em sống nó, tôi nghe nè. Anh em có cửa nào để mà em thật sự kinh nghiệm vương quốc của Đức Chúa Trời? Không thể sống được. Đức Thánh chỉ dẫn từ cái tội mình tạm gọi là tội lớn đi, dân dâm ô uế luân tuồng là những cái tội lớn quá, phải không ạ? Có phải không ạ? Nhưng mà Ngài không phải chỉ đến thần tượng mà thôi, Ngài chỉ đến những cái thuộc tánh của mình, cái tánh tình của mình, đó là hận thù, phải không? Ghen ghét, phải không? Không tha thứ, đó là những cái rất bình thường. Nhưng mà Chúa vẫn chỉ vậy men. Nếu một con người thích gây gỗ, người đó rất là khó bước đi được với Thánh Linh, bởi vì Ngài có trái của tình yêu thương. Một con người mà cửa cái là giận, cửa cái là sủi, người đó không thể nào bước đi Thánh Linh được, bởi vì Ngài có cái trái của sự nhịn nhục. Amen. Ai là người mà có cái tánh khí mà đụng đến một cái đó, giống như Sơn nhà mình vậy, thì làm sao bước đi được đi với Đức Thánh Linh? Bởi vì Ngài có cái tính đó là hiền lành, phải không ạ? Cho Ngài chạm em. Cho nên anh em, và điều đầu tiên sáng chúng ta học, nếu chúng ta nhớ Thánh Linh mà sống, hãy làm ơn nhớ tôi cái phần sau, cũng hãy tiếp tục bước đi theo Thánh Linh vậy. Nếu ta dừng lại, Đức Thánh Linh không có
nắm cổ áo tôi mà kéo tôi phải đi xỉ, không có đâu. Ngài không phải là ma quỷ, amen. Ma quỷ thì nắm cổ áo chúng ta. Mày đi theo tao. Đây, đây, ma quỷ nó đây. Đây, Chúa ta nên không bao giờ đối xử với những cơ đốc nhân trong đó có tôi và anh em kiểu như vậy. Ngài rất tôn trọng tôi và anh em. Nếu ta cần Ngài, Ngài sẽ bày tỏ rằng Ngài dẫn chúng ta đi, amen. Một câu chuyện trong Kinh Thánh mà tất cả chúng ta đều biết và chúng ta đã coi phim cơ đốc những ngày qua rồi, đó là câu chuyện của Samson, phải không ạ? Có phải không? Ông đầy dậy Đức Thánh Linh, tay không ông giết được sư tử, một hàm lừa ông đánh biết bao nhiêu trăm người của Philippines. Nhưng mà chúng ta thấy gì cuối cùng? Ông là một người thất bại, vì cớ ông đã không bước đi theo Đức Thánh Linh đấng đầy dậy trong ông, phải không? Mà ông bước đi theo lòng dục dục của mình, ông đi theo cái lòng, cái điều của mình ưa thích. Đó là ông đi theo hết những cô gái Philippines. Ông phạm tội đến một cái điều nguy hiểm nhất nè, đó là ông phạm tội với những cô gái điên. Đấy là cái điều cực kỳ, tôi nói anh em rằng ai ở đây đã từng mà dính líu đến vấn đề gái điên mại dâm dưới bất cứ hình thức nào, thì tôi nói anh em rằng nếu không ăn năn nữa, cái linh đó nó còn ở trong trang, tôi phải phá nát cuộc đời của tôi và anh em. Cô tôi nhất đoạn 6 lời của Chúa nói gì? Chúng ta không thể làm một với gái điếm, phải không? Có phải không? Và Kinh Thánh Phaolô nói rất rõ, khiến ta phạm tội gì, cái tội đó vẫn còn ngoài thân thể. Nhưng nếu ta phạm tội tính dục với gái điếm, là chúng ta làm một với gái điếm. Mà gái điếm thì nó đâu phải là có một người đàn ông, phải không? Cũng có những trai điếm nữa, phải không ạ? Đâu phải một người nữ đến với họ đâu. Đàn ông cũng đến với họ, đủ thứ mọi thành phần đến với họ. Và khi chúng ta tính dục họ với đó, thông linh, tất cả những dạng linh của những con người đó đi vào con người của chúng ta. Và con người của chúng ta trở nên nó tệ hại, và không bao giờ chúng ta nghĩ rằng cuộc đời của mình tại sao nó là như vậy. Tôi là một sư được kêu gọi cho lĩnh vực này, tôi biết về lĩnh vực thông linh. Khi tôi và nhà tôi cầu nguyện cho những người đã từng làm mại dâm, bán cuộc đời của mình cho mại dâm, rồi mở động chứa. Em biết khi tôi cầu nguyện đó, nó kinh khủng lắm anh em. Nó không phải là một cái linh gian dâm ở đó đâu, mà những cái linh của những người đàn ông khác. Đó, những cái linh của những người đàn ông khác, những sự thờ cúng hình tượng, những bùa ngải của những người đàn ông khác, nó đi vào cái người nữ đó. Và chúng tôi cầu nguyện xin lỗi anh em rằng là 5-6 tiếng đồng hồ chỉ là ói hết thau này đến thau khác. Cho những điều gì Kinh Thánh nói là có thật các anh chị em. Kinh Thánh không phải nói băng qua đâu, mà Kinh Thánh nói rất là thật. Nhưng đôi khi chúng ta nghe, chúng ta lại, đó nó là giả. Mà quảng cáo nó thì chúng ta lại tin. Mua một thùng mì tôm hảo hảo, được tặng một gói là tin. Mua một ly trà, ly trà sữa, tặng thêm một ly là tin. Còn Kinh Thánh nói sờ sờ như vậy chúng ta không tin. Vì cái đó mà chúng ta thấy, hết lần này lần khác chúng ta bị thất bại, lần này lần khác chúng ta bị sa ngã, lần này lần khác chúng ta sống trong sự đau buồn, chán chường mệt mỏi, bởi vì chúng ta không chịu tin những điều gì Kinh Thánh nói. Hallelujah. Và điều thứ hai, tôi muốn đi cùng anh em sau này. Thế thì Đức Thánh Linh ở đâu để ta bước đi theo Ngài? Kinh Thánh nói rất rõ, công việc của xác thịt là rõ ràng lắm, rõ ràng lắm, amen. Nhưng đến câu thứ 22 thì Phaolô nhấn mạnh nhân trái của Thánh Linh. Chữ nhân trái của Thánh Linh là một thành ngữ để đưa ta đến cái chỗ so sánh, amen. Đó là ở đây nè, công việc của xác thịt nè, gian dâm ô uế luôn tuồng thờ hình tượng phù phép, phải không ạ? Vâng 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 vâng. Còn đây là Đức Thánh Linh. Những điều gì anh em? Xin mời chúng ta đọc nào. Nhân trái của Thánh Linh bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Anh em, đây là trái của Đức Thánh Linh. Đây là trái của Ngài. Mà tôi có thể gọi rằng đây là những thuộc tánh của Ngài nữa. Amen. Amen. Và Phi-e-rơ là một con người đã từng thất bại.
Và sau đó ông đã viết trong Phi-líp thứ nhất ông nói gì? Chúng ta được dự phần trong sự trong thuộc tánh của Ngài. Amen. Amen. Bây giờ chúng ta được dự phần trong câu 22 này. Chúng ta được dự phần. Nhưng điều đầu tiên tôi muốn nói, Đức Thánh Linh ở đâu để rồi chúng ta bước theo Ngài? Đó là Đức Thánh Linh, hình ảnh của Ngài được phản chiếu qua lòng yêu thương. Xác thịt thì ghen ghét phải không ạ? À? Xác thịt thì thù hận phải không ạ? À? Xác thịt thì không tha thứ phải không ạ? À? Và nó khiến chúng ta không sống được trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Còn Thánh Linh, Ngài cũng là Chúa của trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Và Ngài nói là Ngài có lòng yêu thương. Anh em, thế thì khi chúng ta ghét ai đó, hãy nhớ rằng chúng ta không bước đi theo Thánh Linh đâu nha, mà chúng ta đang bước theo công việc của xác thịt. Amen. Amen. Và chúng ta bước vào vương quốc của sự tối tăm. Bởi vì khi chúng ta ghét một người thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta giấu giết người đó. Khi chúng ta ghét một người, chúng ta sẽ quăng điện thoại của người mình ghét. Chúng ta ghét một người, chúng ta sẽ bẻ nhánh cây của cái người mà chúng ta ghét. Anh em, vì cái đó mà kinh thánh chứa gì? Hễ ai ghét anh em mình là gì nè? Là kẻ thương người hả? Thầy Tú, hả? Chứ bộ ghét vợ lắm sao mà không nói được câu này? Hễ ai ghét anh em mình là kẻ thương người? Ừ, là kẻ giết người. Anh em, chỉ cần ghét anh em mình thôi. Tôi nói khi một con người ghét một người đó, người mà ghét đó, họ có đủ trò hết trơn á. Amen. Amen. Có thể làm tô mì tôm nhưng mà không thấy ai nhổ được miếng vô. Bưng cho mày ăn. Biết đâu. Đấy. Em đi tôi nói không? À, khi mà ta đã ghét ai đó rồi, tôi nói em lắm trò lắm. Chúng ta bỏ đường trên chiếu của người ta đang nằm ngủ. Trời vậy mới hiểm á. Đánh gì nó bỏ thì nhờ mấy con kiến cắn đi. Khi đã ghét rồi thì tôi nói em là đủ trò chứ. Đủ trò, đủ mưu của vương quốc tối tăm, đúng không ạ? À? Nó dạy chúng ta. Đúng không? Ghét rồi, làm gì nữa? Bắt một cặp, bỏ đi giường chơi. Cái trời bỏ một cặp đi giường mày cho mày biết. Bắt rắn, bỏ đi giường luôn. Anh em hãy nghe điều này. Đức Chúa Linh, Ngài hiển lộ trong trái của Ngài cho tất cả chị. Amen. Ngài hiển lộ trong lòng yêu thương. Ngài hiển lộ trong sự vui mừng cho tất cả chị. Amen. Anh em trung tâm, mỗi người mỗi tính, mà mỗi lần tôi lên mặt tôi gầm như thế này, anh em có thể sống nổi không? Không bao giờ. Thôi bố về cho tụi con yên đi. Đúng không? Thôi bố làm ơn đi. Bố về đi. Nếu mà tôi nói với anh em không về thì tối gì ngày mai con đưa thằng Huy đi tái khám, bố có về với con không? Dùng đủ trò để bứng tôi ra khỏi cái trung tâm này. Nếu tôi lên cứ mặt tôi cứ. Nhưng mà mỗi lần tôi lên tôi phải biết đem cái sự vui mừng đến. Dù tôi có la rẻ anh em, nhưng tôi đem vương quốc của Đức Chúa Trời đến, chứ tôi không đem cái không khí của địa ngục đến. Anh em, cho nên tôi là Đức Chúa Linh ở đâu để rồi tôi và anh em thấy và bước theo. Đó là chúng ta nhìn, nếu đời sống của mình không có tình yêu, mình biết rằng mình đã bước tật rồi. Bước tật bước rồi, amen. Mình đã bước lật cái sơ mi rồi, amen. Đúng không ạ? À? Mình đã bước tật rồi. Mình phải bước theo tình yêu thương là mình bước đi theo Đức Thánh Linh. Mình bước đi theo sự vui mừng là mình bước đi theo Thánh Linh, amen. Đọc tiếp, vui mừng. Mình bước đi theo. Cái gì? Vui mừng, bình an. À, bước theo, bình an. Có phải không ạ? À. À. Rồi mình bước theo nhịn nhục. Mình bước theo nhân từ. Mình bước theo hiền lành. Mình bước theo. Mình bước theo. Mình bước theo. Bước theo. Trở lại. Trở lại tình yêu thương. Amen. Anh em, Kinh Thánh Chúa quả quyết rằng không luật nào có thể cấm những điều của Đức Thánh Linh. Không luật nào cả. Luật pháp của đất nước Việt Nam mình không cấm
tôi yêu thương người khác. Amen. Amen. Luật pháp Việt Nam của mình không cấm chúng ta vui mừng. Amen không ạ? Amen. Chỉ cấm những cái thằng vui mừng hơi quá độ chút xíu, leo lên cái lên cột điện không mặc quần áo thôi. Anh em, thế thì chúng ta để ý nha. Nếu ai đó hỏi đó là Đức Thánh Linh ở đâu mà bảo tôi phải bước đi theo Ngài, hãy nói là họ trong câu 22, Đức Thánh Linh hiển lộ sự gì của Ngài, hiển lộ trong tình yêu thương. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Ngài. Ở đâu có sự vui mừng, ở đó có Ngài. Tôi đừng làm anh em mất vui. Ở đâu có sự bình an, ở đó có Đức Thánh Linh. Ở đâu có sự nhịn nhục, ở đó có Đức Thánh Linh. Ở đâu có sự nhân từ, ở đó có Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Ở đâu có sự mềm mại, ở đó có Đức Thánh Linh. Ở đâu có sự hiền lành, ở đó có Đức Thánh Linh. Ở đâu có sự tiết độ, là ở đó có Đức Thánh Linh. Thế thì tôi muốn hỏi anh em này, những ngày qua bao nhiêu người trong chúng ta đã bước đi theo lòng yêu thương? Mình tôi giơ tay Hải, rồi Sơn, Tuấn Anh giơ tay đi, sợ quê, giơ tay dậy rồi sợ quê xúc gãi. Con đang bước đi theo Đức Thánh Linh à? Anh em, chúng ta nhớ nha, Đức Thánh Linh có 9 cái trái phải không ạ? Nếu đó đúng ra thì có một trái giống như trái bưởi rồi đó, có 9 cái tép. Nó 9 ngày, 9 chỉ về chính mình Ngài, nhưng Ngài có những thuộc tánh. Amen. Amen. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thế thì chúng ta coi nè, Đức Thánh Linh ở đâu? Đức Thánh Linh ở trong tôi và anh em. Tôi nghe chị amen. Đức Thánh Linh ở trong tôi và anh em. Tôi sẽ nói anh em tại sao gọi là trái, còn xác thịt gọi là công việc. Nhưng cái điều tôi muốn nói anh em này, trước khi ta đi qua ý mới, đó là chúng ta xem thử những ngày qua chúng ta trong chính cái muối hay chính cái bông trái của Thánh Linh này nè, thì tôi đang có bước nào đó, có tình yêu không, có sự vui mừng không, có sự bình an không, có không, rồi có nhịn nhục không, có nhân từ không, có hiền lành không, có trung tín không. Anh đừng nghe tôi hỏi, cứ nói có. Anh em đến chữ trung tín này chúng ta phải biết. Đó là chúng ta có trung tín đọc kinh thánh không? Chúng ta có trung tín đọc có cầu nguyện không? Trung tín cầu nguyện không? Trung tín bước đi với Chúa không? Amen. Trung tín trong yêu thương người khác không nữa chứ? Amen. Đừng có nghĩ rằng thầy Tú mua cho tôi vừa rồi, mua cho vợ chồng chúng tôi một cái chùm nho là tôi yêu thầy Tú. Còn không mua nữa là không yêu. Phải vậy chưa mới có gì ăn anh em. Còn không là không có. Anh em chúng ta quay trở lại này. Chúng ta xem nha. Tôi lặp lại lần thứ ba. Đức Thánh Linh ở đâu để rồi tôi, hoặc là Tuyết, hoặc là Trà, hoặc là Tuấn Anh, hoặc là Bé Linh, hoặc mỗi một thầy trò ta bước đi theo Ngài. Đó là khi chúng ta từ bỏ xác thịt, từ bỏ ghen ghét, chọn yêu thương là bước đi theo Đức Thánh Linh. Chúng ta từ bỏ sự buồn bã, tranh cạnh, mặt nặng mày nhẹ với nhau, chọn cái sự vui mừng là tôi và anh em bước đi theo Đức Thánh Linh. Hallelujah. Hallelujah. Khi ta chọn cái sự bất an, cứ cãi vã rồi sợ bỏ đường lên giường, rồi kiến nó cắn, rồi bò cạp chui rồi này nọ, rồi cát vào tô mì tôm, bất an lắm, thôi giải quyết hòa thuận với nhau vậy nè, để chọn sự bình an. Đó là chúng ta bước đi theo Đức Thánh Linh. Chúng ta bước đi theo sự nhịn nhục. Ai nói mình cái gì đó, họ bôi trâu chét chó vào mặt mình không sao. Anh em, thường thường ruộng á, cầm phân, đúng không? Nếu người ta bưng phân, người ta đổ vào ruộng của mình, đừng có lo, ban đầu nó hôi thiệt, nhưng mà sau đó ruộng lúa nó mọc lên và ra rất là tốt. Và đôi khi người ta nói những cái điều không đúng về mình không sao, đừng có giận, vì chúng ta có thể bị ảnh hưởng là ủa tại sao họ nói mình như vậy. Không sao, họ đổ phân vào đám ruộng này, chúng ta có nhịn nhục. Đến một lúc chúng ta thấy rằng wow, cái tính nhịn nhục từ đâu mà nó có được trong tôi và anh em. Amen. Bởi vì chúng ta rất dễ bị rơi vào tình trạng sân si, hơn thua,
cãi lẫy, đâm ra bất bình, bè đảng giống như công việc của xác thịt. Mà đã là như vậy thì tôi và anh em không thể nào bước đi theo Đức Thánh Linh được, vì hai bên trái nhau điều đó, phải không ạ? Tôi không thể nào vừa bước đi theo Đức Thánh Linh mà vừa bước đi theo xác thịt. Tôi không thể nào vừa một chân trên bờ, một vừa chân trên chiếc thuyền, phải không ạ? Và ta thấy hai cái người mà đứng một chân trên bờ chiếc thuyền thì sao anh em? Trước sau thì cũng ngã à, đúng không? Trước sau rồi cũng ngã. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, có một cơn sóng nhẹ thôi, đánh một phát người đó bật lộn xuống nước liền, té ngay lập tức. Không thể nào ta vừa đi với Đức Thánh Linh vừa đi theo xác thịt, không thể nào vừa đi với xác thịt mà vừa đi với Đức Thánh Linh được cả. Chúng ta phải quyết định đi với một đấng dẫn mình vào vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Bên là đến điều thứ ba, như tôi nói, xác thịt là bản chất tội lỗi. Anh em, khi nào tôi đọc câu Kinh Thánh châm ngôn đoạn 20 câu 11, công việc con trẻ làm dù chính đáng hay không chính đáng cũng bày tỏ cái bản tánh của nó ra. Nếu người cha người mẹ khôn ngoan thì hãy để ý cái tánh tình của con mình khi còn rất nhỏ, nó bộc lộ con người của nó từ nhỏ anh em. Nó bộc lộ cho nên chúng ta giúp đỡ để con của mình trưởng thành hơn. Nhưng điều tôi muốn nói này, bản chất tội lỗi, có ai ở đây đi học trường để nói xấu lẫn nhau không? Thầy tôi có bao giờ đi học trường nói nhiều không? Thì con nhìn bố có vẻ tha thứ đi con. Có bao giờ học trường để tranh đấu với nhau không? Họ anh xây dựng xây đôn rất đẹp. Có bao giờ con đăng ký một cái lớp đó con học để mà hơn thua với nhau không? Không. Có bao giờ con học cái lớp đánh bạn không? Không có. Anh em ở đây không ai đăng ký một cái lớp nào để chúng ta học chửi thề, không có. Có không? Không có. Nhưng mình thấy từ nhỏ lớn lên bắt đầu biết chữ thề. Bởi sao vậy em? Cái đó nằm trong bản chất tội lỗi phải không ạ? Nó tự có. Bởi vì chúng ta là một con người kỹ tội, là tội của Adam và tội tổ phụ phải không? Nó đi vào chúng ta. Cái bản chất hung hăng, bản chất mà đánh lộn, bản chất hung hăng, bản chất hơn thua, nó là có trong Cain và Abel phải không ạ? Sau khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Anh thấy không? Anh biết một ngày kia tôi đọc một bài báo công an thành phố Hồ Chí Minh rất rõ luôn. Mà tôi đọc tôi cười, tôi thấy đúng kinh thiệt. Sát vách nhà với nhau trên đường Cách Mạng tháng 8 gần công viên Lê Thị Riêng. Sát vách nhà nhau. Một bên thì là buôn bán ve chai. Một bên là một giáo sư dạy tiếng Anh trường học ngoại ngữ Sài Gòn. Và tôi biết điều gì không? Hai người nuôi hai con chim nhồng nhồng á, con uyển á, con chim nhồng, con chim uyển đó. Bạn ta biết điều gì xảy ra không? Thì một ngày kia hai nhà đều có nhà lầu hết, mà nó sát với nhau mà. Thế là cái anh nuôi con chim uyển, là con chim nhồng đó, mà giáo sư Anh Văn thì dạy con chim nhồng cái gì? Good morning, how are you? Rồi hít chó bài Sunday morning là sáng chủ nhật. Hú chó. Và ai đến thăm nhà cũng hỏi rằng là hi, hello, con nhồng á. Nhưng một ngày kia ông đem con nhồng lên tắm nắng ở trên sân thượng, cái ông quên đem xuống. Ông ấy đến chiều ông đi công việc cấp, ông về mới đem xuống. Thì ngày hôm sau ông tới ông hỏi nó, kêu hello, thì con chim của ông á, con chim nhồng, nó nói gì? Xin lỗi anh em, mà nó văn tục chữ thề phải không? Ông giật mắt nó, có phải con nhồng của mình không? Rồi sao mà mấy hồi mình nói hello thì nó là hello, rồi nó hỏi là how are you, bây giờ mình hỏi hello nó chữ thề mình. Có ai đổi con chim nhồng của mình không mà tại sao bây giờ nó nói văn tục như thế này? Thì ông coi kỹ, ông đứng nhìn chăm chú từng cọng lông là con nhồng của ông, không sai, từng cái móng chân của nó là không phải ai đổi cả. Thì ông tức lắm, nó tại sao mình dạy nó những cái điều rất là tốt bây giờ nó nói cái điều mình không dạy nó. Thế ta biết gì? Ông đang lay hoay thì một buổi trưa nọ đang đi lên sân thượng bù về cớ con nhồng của ông, thì ông nghe con nhồng của bên chỗ bán buôn bán vai trái á, nó văn tục quá chừng luôn, nó chửi mấy người vô bán đồng nát đó, bán nhôm, bán nhựa đó, nó chửi, rồi nó văn tục, nó chửi thề quá chừng. Thì ông mới tìm ra được nguyên nhân rồi, thì ông
cái người giáo sư này qua nói với cái người chủ vé chai, anh cũng có con nhồng giống như con nhồng của tôi, tại sao tôi dạy con nhồng của tôi lịch sự rất là nhân văn, how are you, bây giờ con nhồng của anh dạy tôi, dạy con nhồng của tôi chữ thề, tại sao anh không dạy nó? Thì anh muốn nói cho nó gì, mày là ai mày qua mày dạy đời ta? Thế là bắt đầu đây, mày cũng vì cái điều đó mà hai người xung đột với nhau đến nỗi chính quyền người ta phải can thiệp để ngăn chặn là cái cuộc ẩu đả rất là nguy hiểm đó. Khi tôi đọc được câu chuyện đó tôi mới nói, té ra cái con chim. Chúng ta thấy không, dạy tiếng Anh mất rất nhiều thời gian, nhưng chỉ có mấy tiếng hồ thôi, việc văn tục chữ thề nó nói một sớt luôn. Ba người thừa nhận rằng từ nhỏ đến lớn lên ba mẹ chúng ta chưa bao giờ dạy chúng ta văn tục chữ thề, chúng ta cũng chẳng học được, giáo viên không bao giờ dạy chúng ta luôn, mà cái điều đó ở đâu tự nhiên có trong miệng của chúng ta nữa. Anh thấy không, đúng không? À, chúng ta thấy không, chỉ có mấy ông ngáo đá ông mới bị ngáo quá rồi mới hút đá mới phà khói vào mặt em con của mình thôi, chứ không có một người cha nào mà thương con của mình thật sự, đó là hút thuốc, là đi ra khỏi phòng của em bé còn nhỏ phải không ạ? Họ còn rửa tay rất là kỹ khi bồng em nữa. Và bây giờ chúng ta thấy gì không? Cho nên về sau này con người càng bị đi đến cái chỗ rất là nguy hiểm. Dù họ có chức trọng quyền cao, nhưng phẩm bản chất tội lỗi của họ, nếu họ không tin Chúa, họ không được thay đổi, thì kim giấu trong lụa nó cũng lòi ra. Thế thôi. Cho nên anh em, còn Đức Linh thì gọi là trái phải không ạ? Thế thì anh em biết rằng chúng ta nhớ Giăng đoạn 15 không? Tôi muốn đọc câu của thánh này. Giăng đoạn 15 câu 4 và câu 5 tôi xin đọc. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Anh em, để chúng ta không phải chỉ dự phần mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng phát lộ ra bông trái của Đức Linh qua chính đời sống của mình. Amen. Cho tôi nghe chị, amen. Chúng ta phải để cho người nhà của chúng ta, trước nhất là anh em mình ở chung ở đây cùng buồn với nhau, và những anh em nhân sự cũng phải để ý điều này. Đó là làm gì làm. Đối với tôi, Đức Linh có 9 ân tứ và Đức Linh cũng có 9 bông trái. Amen. Rất là quân bình. Cho tôi nghe chị, amen. Amen. 9 ân tứ và 9 bông trái. Không có con chim nào mà không có đôi cánh. Ngay cả con trùng trùng cũng phải có đôi cánh phải không? Bướm bướm cũng phải có đôi cánh phải không ạ? Anh biết rằng một đôi chim bồ câu, xin lỗi, một con chim bồ câu, nó bị thương một cái cánh thôi thì vẫn còn có hai cái cánh không thể bay được. Trong chuồng chim yến phụng của chúng ta có một chú chim yến phụng màu xanh phải không ạ? Chúng ta thấy cái cánh của bị thương tật nó không thể bay xa được. Có một cái đó anh em, đối với tôi cần bông trái của Đức Linh hơn ân tứ của Ngài. Bởi sao? Chúa Giêsu nói rằng là Ngài đến sẽ có những kẻ nói với ta rằng lại Chúa, con đã từng nhân Chúa đuổi quỷ, nhưng mà chúng ta không biết ngươi. Ngài đến có thể là thầy hưng nói đúng không? Con đã từng nhân Chúa nói tiên tri cũng đuổi quỷ, thầy Sơn cũng vậy, nhưng Chúa nói gì ta không biết. Tại sao vậy anh em? Bởi họ quên mất rồi, quỷ nó sợ danh Ngài chứ đâu phải sợ tôi và anh em. Amen. Amen. Còn bông trái là do cách sống của tôi và anh em, giống như Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 15 câu 4 câu 5, nếu các ngươi cứ ở trong ta, có là gì? Chúng ta sống với sự hiện của Đức Thánh Linh thì mới có cái trái đó được. Tại tôi nghe chị, amen. Nếu chúng ta có ân tứ mà chúng ta không dành thời gian để có mối quan hệ bằng cách sống với Ngài, sống trong sự hiện với Ngài, sống trong lời của Ngài, đời sống của mình thực hành lời của Chúa 100%, amen. Amen. Lời đời sống của tôi và anh em áp dụng lời của Chúa vào đời sống của chính mình, kính sợ Chúa, amen, trước khi sự cám dỗ không ngã quỵ ở đó, amen, thì chúng ta sẽ có bông trái của Ngài. Tại tôi nghe chị, amen. Và để cho những người khác sống của chúng ta nhìn họ ngửi được cái mùi của tình yêu thương thật không vụ lợi, amen. Họ ngửi được, họ cảm nhận được cái sự bình an thật sự, amen, ở trong mỗi một chúng ta. Họ cảm nhận được tình yêu thật, họ cảm nhận được sự nhịn nhục thật, họ cảm nhận được sự hiền lành thật của Chúa ở trong cuộc đời của tôi và anh em. Hallelujah. Hallelujah. Anh em, cho nên để tôi và anh em có thì buộc tôi và anh em phải sống. Một câu thánh được minh chứng cho điều này. Chúng ta dỡ nhanh đến, có thể chúng ta ghi địa chỉ cũng được, tôi sẽ đọc anh em nghe.
Chúng ta đến với Ezechiel 47 câu thứ 12. Gần bên sông ấy, trên bờ này và bờ kia sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được. Anh em để ý nha. Lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Trên bờ sông đó, con sông này là hình ảnh về Đức Thánh Linh. Cho tôi nói chị amen. Amen. Và trên bờ sông, bờ này bờ kia có rất nhiều cây ăn trái. Và Kinh Thánh nói gì? Lá của những cây đó không bao giờ héo rụng, trường sinh bất tử. Mỗi tháng ra một trái mới. Amen. Có những anh em tôi chờ hoài, một tháng cũng không thấy ra trái gì, hai tháng mới ra cái nụ, mừng quá chừng, tôi mừng lắm. Nhưng mà 10 ngày sau tôi trở lại trung tâm, cái nụ nó rụng mất rồi. Thì 3 tháng sau tôi thấy ra cái hoa. Ồ, chuyện này là chuẩn bị anh em mình có kết quả cho Chúa đây. Trái cũng hình ảnh của sự kết quả hả? Các bạn không anh em? À, và chúng ta biết điều gì? Lên mơ ước hai cái trái đó, hay là thưởng thức cái trái từ nơi học trò của mình. Lên một trái ô chứ. Như Kinh Thánh Chúa nói gì? Sao ta trồng các ngươi là gốc nho thật mà các ngươi ra trái nho hoang? Và chính Chúa Jesus nói gì? Các ngươi không thể nào hái trái bật lê nơi cây nho. Cây nho thì sinh trái nho, bật lê là sinh bật lê. Amen. Trái xấu ra từ cây tốt. Cho tôi nghe chữ amen. Trái xấu không bao giờ hái hay là nó kết quả từ một cái con người thực sự sống tốt của Đức Chúa Trời được cả. Không bao giờ có. Nhưng tại sao đời sống của tôi và em cứ ra, đáng lẽ ra trái Đức Linh, chúng ta là ra công việc của xác thịt? Thế thì lời của Chúa trong Giăng, Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 4 câu 5 nói gì? Ta là gốc nho, các ngươi là nhẫn nho. Thế thì tôi hỏi anh em này, tôi và anh em là nhẫn nho hay là tật lê, hay là cây ớt? Tôi hỏi là một lần nữa, chúng ta phải trả lời xác quyết chứ. Anh em trả lời gì mà như giống như không ủng hộ tôi, khích lệ tôi nữa. Tôi hỏi anh em là nhẫn nho tật lê? Dạ nhẫn nho. Dạ nhẫn nho. Dạ nhẫn nho. Giống như thiên thư. Dạ nhẫn nho. Bây giờ tôi hỏi anh em này, anh em là nhẫn nho hay là nhẫn ớt? Nhẫn nho. Hãy nhớ nhẫn nho chứ phải nhẫn ớt nha Tuấn Anh. Dù con trồng ớt nhưng con là nhẫn nho chứ không phải nhẫn ớt. Nhẫn nho thì phải ra trái nho. Đừng để người khác hái cái trái không phải là trái nho trong cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Đừng để ai đó họ nói ủa sao người này hướng dẫn thờ phượng, có người này đến đời, có người này giảng dạy, mà tại sao tôi cho có người này ra cái trái gì không phải là trái của Chúa? Nó không có tình yêu thương, không có sự vui mừng, không có bình an, không có hiền lành, không có mềm mại, không có nhịn nhục, vân 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 vân. Anh em, như vậy tôi kết lại, để chúng ta có trái của Đức Linh qua đời sống của chính mình, thì tôi và anh em phải quyết định sống trong Ngài, không ra khỏi Ngài. Lời Chúa Giêsu gì? Nếu các ngươi hay là nếu các con cứ ở trong ta, cái chữ cứ ở đây rất là hay. Đó là dù gặp chuyện vui hay gặp chuyện buồn, chúng ta vẫn chọn ở với Ngài. Amen. Chứ đừng có chơi gặp vui thì ở với Ngài, còn chuyện buồn xin Chúa ra khỏi con 5 phút. Không thể được như vậy. Dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, dù chúng ta giảng được ơn hay chưa, dù chúng ta được sức giàu một cách mạnh mẽ hay chưa, cái điều đó không quan trọng. Cái vấn đề là chúng ta phải ở trong Ngài. Anh em, đôi khi tôi thấy nhiều anh em chúng ta ở trong điện thoại nhiều quá, ở trên mạng nhiều quá, mà chúng ta không ở trong Ngài. Sáng tôi nói với Đức Linh rằng sáng nay con sẽ nói cái điều này cuối cùng, và con cần ở với Ngài. Amen. Xin dạy con, xin giải thích cho con. Và những điều tôi vừa nói nên là những điều mà tôi nhận được từ Chúa Thánh Linh. Chúa nói xem trái thì biết cây. Amen. Chúa là gốc nho. Amen. Chúa Giêsu là gốc nho. Đức Chúa Trời là đấng trồng gốc nho đó. Amen. Và tôi và anh em là nhánh nho từ gốc nho đó.
chúng ta phải có sự sống của Chúa. Chào tất cả anh chị, amen. Chúng ta có cái sự sống của Chúa, chúng ta có sự sống gốc, cái là nguồn gốc từ Chúa Giêsu. Chào tất cả anh chị, amen. Chúng ta có sự sống đó. Anh em ơi, xin đừng đánh đổi. Xin đừng lúc này chúng ta ở với Chúa, lúc khác chúng ta thắp đời sống của mình vào những cái tin tức đời này, hoặc chúng ta thắp mình vào những cái trang web bậy bạ, những cái bộ phim bậy bạ, và thế là chúng ta vẫn đi nhóm. Anh em, như vậy chúng ta không thể nào có cái sự sống riêng hay sống nguyên bản cái ADN của Chúa Jesus Christ trong đời sống của chính mình. Cho tôi nghe chữ Amen. Chữ cái Amen của tôi. Kênh YouTube là kênh của xã hội. Có rất nhiều cái trang ở đó. Nhưng mà tôi được quyền chọn. Đó là không ủng hộ cái kênh này. Tôi xóa. Tôi được quyền xóa nó ra khỏi cái trang của tôi. Vì tôi có đăng ký YouTube của tôi mà. Tôi không cho lãng vãng, bói khoa, tướng số, gian dâm, ô uế, hình tượng, tất cả tôi biết. Không ủng hộ cái đó. Tôi nói trước mặt Chúa luôn. Tôi không ủng hộ nó. Bởi vì sự sống của tôi là ở trong Chúa. Amen. Tôi biết cái gì, nếu không cẩn thận nó sẽ giết tôi. Và tôi phải giết nó trước. Anh em xác thịt. Nó có cảm xúc. Giống như khi mình ngày qua chúng ta ôn lại cái vở kịch đó. Khi một anh em muốn bước đi với Chúa phải không ạ? Ô ấy nói gì? Đi theo làm gì vậy? Bỏ em lại sao? Bỏ nhà ca lại sao? Không phải nhà ca của Hòa nha, mà nhà ca ở trường cấp 2 á. Ủa anh tổ trưởng anh đi đâu nữa? Bỏ em lại, em là nhà ca này. Thế là mình không thể nào mình bước đi thẳng lên được, amen. Amen. Anh bỏ em sao? Anh lại cho em leo cây hả? Cho tất cả chữ amen. Chúng ta nhìn vào câu 22. Thứ hai, đó là chúng ta phải sống ở trong Ngài. Amen. Coi sự sống của mình có kết nối với Ngài hay không. Hallelujah. Amen. Nếu không kết nối, chúng ta sẽ không có bao giờ có bông trái. Không kết nối với sự hiện của Ngài, không kết nối với sự thánh khí của Ngài, không kết nối tình yêu thương, vui mừng, bình an, hiền lành, trung tín, mềm mại gì đó, thì anh em, chúng ta sẽ không bao giờ có những điều của Đức Thánh Linh ở trong cuộc đời của tôi và anh em. Và Ezechiel nói rất rõ, gần bên sông ấy, trên bờ này và bờ kia, sẽ xanh đủ thứ cây có trái ăn được. Có là cái cây trồng gần dòng nước, phải không ạ? Tôi và em phải ở gần Ngài. Hallelujah! Chúng ta được sử dụng điện thoại, nhưng mà chúng ta không gần với những cái điều mà chúng ta biết rằng nó hủy hoại đời sống thuộc linh của tôi và nàng. Chúng ta không được phép gần những điều đó. Người khôn ngoan thấy tai họa bèn ẩn mình, còn kẻ ngu dại cứ đi luôn, mắc phải vào tai họa. Như tôi làm chứng anh em, tôi được quyền, vì tôi có cái trang của tôi. Ngay cả trên trang Facebook của tôi cũng vậy. Những anh chị em nào mà kết nối với tôi mà tôi thấy không đàng hoàng là tôi chặn ngay. Tôi có những cậu học trò không bao giờ tôi đồng ý làm bạn với họ. Tôi chặn liền, lập tức. Bởi vì chính họ đem những điều rất là ô uế bậy bạ vào cái trang Facebook. Mà mình là cơ đốc nhân, mình là mùi thơm của Đấng Christ, mình không được quảng bá những cái điều đó ở trên mạng xã hội. Amen. Và bây giờ chúng ta đi tiếp, ta thấy gì? Trái của Thánh Linh rất là quan trọng anh em. Ở đây nói gì? Trái nó dùng để ăn. Anh em biết rằng tôi cần tình yêu từ anh em không? Anh em hãy cho tôi thưởng thức bằng cách ăn á. Có nghĩa là thưởng thức, nếm được cái tình yêu thật, cái mùi vị tình yêu thật từ anh em.
Và ngược lại, anh em cũng muốn nếm được tình yêu đó từ tôi. Và chúng ta cùng hưởng với nhau sự vui mừng. Sống với một người mà không có vui mừng thì đúng là địa ngục, phải không anh em? Đúng không? À, vui mừng. Từ ngày Trí đi học, thấy quét nhà cũng cười, ăn cũng cười, ăn ít nữa chứ. À, nhiều kỳ cười. Chị đi học phụ huynh vắng con, ai là người đạp bức tường? À, chị đi vụ án lớn thì sẽ được xét xử. Và anh em yêu dấu của tôi, chúng ta hãy thấy được giá trị của bông trái Thánh Linh. Đó là cả nhân loại này cần trái Thánh Linh qua tôi và anh em, qua hội thánh của Chúa. Thì tôi nghe chữ amen. Chúng ta không thể nào sống mà không có tình yêu thương. Chúng ta không thể nào sống mà không có sự vui mừng. Chúng ta không thể nào sống mà không có sự bình an. Chúng ta cũng không bao giờ có thể sống được, có kết quả cho Chúa được, nếu tôi và anh em không có sự nhịn nhục, không có sự hiền lành, không có sự mềm mại, không có sự trung tín, không có sự tiết độ được, phải không ạ? Amen. Cho nên hãy nhờ cậy Chúa. Và tôi lặp lại lần thứ ba này, để có bông trái của Ngài, hãy nhìn Đức Linh được hiển lộ trong câu 22 của Galati đoạn 5. Cho tôi nghe chị amen. Câu 22. Và để chúng ta có bông trái của Ngài thì tôi lại phải sống trong sự nhìn của Ngài. Dù vui hay buồn, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta chọn sống với Ngài. Cho tôi nghe chị amen. Như vậy anh em, kết lại, đó là chúng ta đã kinh nghiệm sự tự do hay chúng ta chưa kinh nghiệm sự tự do, thì sáng nay đây là thời điểm tốt nhất để ai đó trong chúng ta quyết định bước ra khỏi ngục tù của xác thịt, bước ra khỏi sự ràng buộc của những dây trói về sự chết của xác thịt. Bởi vì những điều này nó làm chúng ta không vui hưởng được nước Đức Chúa Trời. Trong phố ông Lucan, Chúa Giêsu nói gì? Hỡi bầy nhỏ đừng sợ, vì Cha vui lòng ban nước thiên đàng cho các con. Đức Chúa Cha sẵn sàng ban nước thiên đàng cho tôi và anh em. Một hình ảnh mà Chúa nhắc tôi khi tôi đọc Kinh Thánh, đó là con gái của Herodia, có phải không ạ? Và cái ngày sinh nhật, ông vua này, ông cho tất cả mọi người nghinh thú mà, à, uống rượu nghinh thú, vui vẻ, vua mà. Thế là con gái của vợ của ông đó múa. À, ta biết là những cô gái nào múa thì mấy ông vua chịu sao cho nổi. Thế là đẹp quá mà nói gì? Kể đến, bây giờ nếu ngươi xin nửa nước, ta cũng cho ngươi. Thì ngươi muốn cái gì? Đưa con gái vào nói mẹ, mẹ, cha nói gì? Sẵn sàng cho con cả nửa nước luôn á. Người mẹ nói không, không cần nửa nước, cần cái đầu của Giăng Baptít, phải không? Anh thấy ông vua không? Ông biết đó là phạm tội giết người không vậy? Kinh Thánh nói rất rõ, ông rất nể ông Giăng Baptít. Nhưng mà cái nể đó, bởi vì lời đã ra khỏi miệng ông, người xin cái gì ta sẽ ban cho người. Thì Kinh Thánh chính miệng Chúa Giêsu nói rằng, hỡi bầy nhỏ, tôi và anh em xong này, đừng sợ chi, vì Cha các ngươi vui lòng ban nước thiên đàng, ban vương quốc của Đức Chúa Trời cho mỗi một chúng ta. Ngài ban cho đó, nhưng để chúng ta đi được trong vương quốc đó là một chuyện khác. Giống như cha mẹ để lại tài sản cho tôi và anh em ấy. Nhưng có nhiều người thì làm lợi tài sản đó ra. Amen. Amen. Có cha mẹ để lại doanh nghiệp cho chúng ta. À, con cái làm lợi doanh nghiệp ra và phát triển vào uy tín của cái tập đoàn của cha mẹ đó, vẫn phát triển vào uy tín. Nhưng có những đứa con vừa chi một phát một cái, bán luôn cả công ty. Có phải không? Bán luôn cả công ty, bán hết xe cộ, bán tất hết nhà cửa bán hết. Cũng một thì đó, tôi mượn điều đó để nói với em, Đức Chúa Trời vui lòng ban nước thiên đàng cho chúng ta. Nhưng tôi và em sử dụng nước thiên đàng này như thế nào mới là điều đáng nói. Chúa ban rồi, nhưng để chúng ta đi được trong vương quốc Đức Chúa Trời, hãy loại bỏ những công việc của xác thịt mà phải bước đi theo Đức Thánh Linh. Thì tôi và em sẽ vui hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời thật sự ngay trên đất này. Cho tôi nghe chị amen. Và chúng ta sẽ rất là mạnh mẽ, chúng ta sẽ là một con người, chúng ta là một nhân chứng cho phúc âm quyền năng của nước Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi, mạng lệnh của chúng ta hôm nay, của cái bài số 5 này, đó là hãy tiếp tục bước đi theo Đức Thánh Linh. Bước theo có nghĩa là gì anh em? Nhìn theo câu 22, phải không ạ? Phải không ạ? Yêu thương vui mừng. Nhưng anh em này, yêu thương, bước một bước yêu thương. Nếu không bước nữa thì nó là đứng rồi. Cho tôi nghe chị amen. Tôi đứng này, có phải không ạ? Nhưng tôi bước theo sự vui mừng,
bước. Phải không ạ? Tôi bước theo sự bình an. Amen. Đó mới gọi là bước cho tôi nghe cha. Amen. Tôi bước theo sự nhịn nhục. Đó mới gọi là bước. Amen. Tôi bước theo sự hiền lành mới gọi là bước. Tôi bước theo sự tiết độ mới gọi là bước. Anh em có nhiều người nói rằng là ô con có trái yêu thương, tôi nói cảm ơn Chúa. Nhưng mà suốt đời cứ yêu thương cứ đứng sừng một chỗ này. Bước theo có nghĩa là hãy hành động. Amen. Nếu có đôi chân mà không bước đi thì gọi là đôi chân gỗ. Nhưng hãy bước đi. Chân phải bước tới. Amen. Thì đó mới gọi là bước đi. Cho nên anh em bị giống của tôi. Tôi kêu gọi hôm nay, sứ điệp này là sứ điệp cuối cùng cho loạt bài tôi chia sẻ cho anh em. Và đây cũng là sứ điệp quyết định chúng ta có vui hưởng nước thiên đàng hay không. Chúng ta thực sự nếm trải được cái được thiên đàng mà cha vui lòng ban cho tôi và anh em không? Vì thiên đàng không có khóc lóc, không có buồn rầu, không có cay đắng, không có bệnh tật, không có chết chóc, không có gì ở đó cả. Đừng hiểu lầm tôi, đó là nếu ta bước đi thiên đàng trên đất này là chúng ta không chết không? Tôi không có ý như vậy. Nhưng ta bước đi trong đó, chúng ta không sợ chết. Amen. Vì ta biết rằng kết thúc của chúng ta là ta bước vào vương quốc của nước được Chúa Trời. Hallelujah. Amen không ạ? Anh em ơi, cho đến giờ này tôi kêu gọi chúng ta hãy đồng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta xem lại, đó là từ hôm thứ Sáu chúng ta đã học nhờ Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn. Và quả thật Chúa đã chỉ dẫn cho chúng ta. Từ câu thứ 19 và câu thứ 21 đến câu 21, những công việc của xác thịt rất là rõ ràng. Chúng ta có thử ta đã đi theo sự chỉ dẫn đó chứ? Nếu ta không đi theo sự chỉ dẫn thì đồng nghĩa rằng chúng ta không bước đi theo Đức Thánh Linh được. Mà đời sống tôi và anh em không bước đi theo Thánh Linh bởi vì Ngài đang đại diện cho Đức Chúa Cha và đại diện cho Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Con ở trên trần gian này, ở trong ở với chúng ta để dẫn dắt, để kiện toàn tôi và anh em. Nhưng nếu tôi và anh em không bước đi theo Ngài thì ai sẽ là người dẫn dắt chúng ta? Chỉ còn lại ma quỷ và xác thịt thôi anh em. Và khi ma quỷ và xác thịt dẫn dắt chúng ta thì chúng ta biết cái điểm dừng nó ở đâu rồi. Đó là chúng ta không thể nào sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời được. Cho nên chúng ta hãy nghiêm túc. Hãy nói với Chúa là xin tiếp tục chỉ dẫn cho con. Và con hứa rằng con sẽ bước đi một cách nghiêm túc trong sự chỉ dẫn của Ngài từng bước, từng bước. Con sẽ không dừng lại ở bất cứ một cái bước nào mà con cứ bước đi liên tục. Con sẽ nhìn Đức Thánh Linh qua câu 22. Đó là con sẽ nhìn thấy lòng yêu thương. Con sẽ quyết định bước đi theo sự yêu thương. Con sẽ bước theo sự vui mừng. Con sẽ bước theo sự bình an. Con sẽ bước theo sự nhịn nhục. Con bước theo sự nhân từ. Con bước theo sự hiền lành. Con bước theo sự trung tín. Con bước theo sự mềm mại. Và con bước đi theo sự tiết độ là tự chủ. Tự chủ anh em. Xin đừng để gì làm ta quá độ. Quá độ. Đừng để ta vượt quá lời đã chết. Anh em ơi, hãy tiếp tục. Chúng ta là nhánh nho ở trong gốc nho. Xin đừng để Chúa buông mà Chúa nói rằng ủa, tại sao ta muốn ra trái nho thật mà con ra trái nho hoa. Bởi ta không chịu bước đi theo Thánh Linh. Chúng ta không chịu sống với Ngài, áp dụng lời của Chúa Trời vào đời sống của tôi và anh em, thì làm sao chúng ta có những điều về bông trái của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của tôi và anh em được. Hallelujah. Sakaramakata kataka. O karabakata kotikishikakata korabakataka. O rikishikata. Hãy quyết định anh em, hãy nhìn vào Đức Thánh Linh trong câu 22 và hãy nói với Chúa rằng xin giúp con để con bước đi theo noi gương Ngài, đi theo dấu chân của Ngài trong câu 22 của Galati đoạn 5. Đó là câu thánh mà ai trong chúng ta cũng thuộc. Anh em, nếu ta nhờ Thánh Linh mà sống, nếu ta nhờ Thánh Linh được tái sinh, nếu ta nhờ Thánh Linh của Chúa đắc thắng sự xác thịt, nếu ta nhờ Thánh Linh của Chúa cao trách nhắc nhở, thì anh em hãy nhớ rằng hãy tiếp tục, đừng dừng lại, đừng chủ quan. Bước đi theo Thánh Linh là trọn cuộc đời này các anh chị em, không phải một sớm một chiều,
không phải là một lần đủ cả không. Thì tôi 30 mấy năm trong chức vụ, nhưng đến ngày nay tôi vẫn còn lẻo đẻo đi theo Ngài, bước theo Ngài, bước theo Ngài, bước theo từng bước của Đức Thánh Linh trong từng trang Kinh Thánh, bước theo lời của Ngài, bước theo những bóng trái của Ngài, bước theo những thuộc tánh của Ngài. Hallelujah. Để người khác thấy Chúa ở trong tôi. Anh em ơi, hãy nghiêm túc điều này, hãy nghiêm túc cho điều này. Hallelujah. Thánh linh yêu dấu của con, xin sự thăm viếng của Ngài giữ vòng hội thánh Chúa hôm nay. Xin cho mỗi một chúng con có một quyết định, đó là chúng con nhờ Thánh Linh mà sống. Xin hãy cho chúng con đặt câu hỏi cho linh hồn của mình giờ phút này, đó là nếu chúng con nhờ Thánh Linh mà sống, thì Chúa ơi, xin cho chúng con tiếp tục bước theo mạng lệnh của Ngài. Đó của Ngài đó là hãy bước theo Đức Thánh Linh. Xin đừng để chúng con chủ quan, đừng để chúng con kiêu ngạo thuộc linh, đừng để chúng con tự mãn, đừng để chúng con sai lầm. Hỡi Chúa, hỡi Chúa giúp chúng con, giúp chúng con Chúa ơi. Shaka kata kata ka. Hallelujah. 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 Hãy tiếp tục cầu nguyện các con. Tiếp tục cầu nguyện. Và nói cho linh rằng con muốn đi theo Ngài, con muốn lẻo đẻo theo Ngài. Con muốn đi theo gương mẫu của tình yêu thương. Con muốn bước theo sự vui mừng. Con muốn chọn bước theo sự bình an. Con quyết định sống nhân từ, bước theo sự nhân từ, bước theo sự nhịn nhục, hiền lành, trung tín. Chúa ơi, mềm mại tiết lộ từng giây từng phút của mỗi ngày. Và con không muốn sống theo công việc của xác thịt nữa, vì nó làm con không vui hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Nhưng chính Ngài là đấng làm cho con vui hưởng được vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Hallelujah. 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 Xin cho con chọn lựa, đó là quyết định sống với Ngài, sống trong Ngài, cứ ở trong Ngài, dù vui hay buồn, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Chúa xin cho chúng con chọn lựa sống với Ngài, sống theo lời của Chúa, để chúng con có bông trái của Ngài, để chúng con bước đi theo Ngài, để những điều mà của Đức Linh có trong đời sống của chúng con, để cho người khác vui hưởng, họ trải nghiệm được, khi họ sống với chúng con, họ trải nghiệm được vương quốc của nước Đức Chúa Trời, họ trải nghiệm được vương quốc của thiên đàng trên đất này. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Và đừng bao giờ quên, kẻ thù ở chung với chúng ta đó là xác thịt. Kẻ thù ở chung với chúng ta là xác thịt, là bản chất của tội lỗi. Nó không buông tha chúng ta đâu nha các bạn. Trên mỗi ngày, hãy nhờ Thánh Linh làm cho chết những công việc của xác thịt. Tiếp tục làm chết những công việc của xác thịt ở trong tôi và anh em. Và hãy xử lý xác thịt bằng cách như lời của Chúa nói, những kẻ thuộc về Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh tư dục, dâm dục ta tên của mình trên thập tự giá với Đấng Christ rồi. Hãy quyết định điều này anh em, để mỗi ngày chúng ta từng trải bước đi theo Đức Thánh Linh. Xin đừng đi với Ngài mà chúng ta vẫn còn níu kéo tội lỗi. Xin đừng đi với Ngài mà chúng ta vẫn còn giấu tội lỗi trong đời sống của mình. Dù chúng ta có giấu ở chỗ nào, Chúa Thánh Linh là Đấng toàn tri, Ngài biết hết tất cả mọi điều. Và nếu là vậy, Ngài sẽ không bao giờ dẫn một tội nhân đâu anh em. Hãy để ý điều này. Hallelujah. 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 Shokotokosha. Hallelujah. Tôi kêu gọi giờ này, xin hãy phục khải phục vụ dùng và hiến cả thay cho Ngài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư
nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.